Đáp trả họp báo của Phương Duy, Hồng Loan nói rõ lý do đuổi mẹ con sáu bào, tuyên bố sẵn sàng theo kiện. Ngay sau khi Phương Duy mở họp báo tây trắng bản thân, buổi họp báo này được cho là không mấy thành công. Đại đa số khán giả đã phê phán rằng sự kiện này thiếu chuyên nghiệp và sơ sài đến mức không thể chấp nhận. Thậm chí ngay cả những yếu tố cơ bản như ánh sáng, âm thanh cũng bị bỏ qua. Chỉ có một chiếc micro cài trước ngực cô ta và một người quay phim được cho là phát trực tiếp trên YouTube điều này đã khiến nhiều người tự hỏi rằng Phượng Rồi tổ chức buổi họp báo để phục vụ các nhà báo hay chỉ để kiếm tiền trên YouTube mà thôi? Không có hệ thống loa, không có micro, làm sao khán giả trong hội trường có thể nghe rõ được những gì nói hay là các nhà báo có thể đặt câu hỏi? Có vẻ như cô ta chỉ quan tâm đến việc tạo dáng và nói những câu khó hiểu để chẳng ai có thể hiểu mình đang nói gì. Ngay cả người thân như là Vũ Luân, anh cũng bày tỏ sự thất vọng với buổi họp báo này, mô tả nó bằng một từ. Nhạt, từ nhạt ở đây không chỉ đơn thuần là về việc vượng duệ không cung cấp thông tin mới mà còn là việc cô ta chỉ làm tăng thêm mệt mỏi cho những người tham gia. Tóm lại buổi họp báo của vượng duệ đã gây thất vọng cho khán giả và người tham dự. Sự thiếu chuyên nghiệp và sơ sài trong sự tổ chức đã khiến người ta cảm thấy chán nản. Thay vì mang đến những thông tin hấp dẫn và chất lượng, buổi họp báo này chỉ tạo thêm sự hoang mang và thất vọng. Việc không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi họp báo đã phản ánh sự thiếu tôn trọng đối với khán giả và với người tham dự. Đại diện của Phượng Duy đã không chỉ bỏ qua các yếu tố cơ bản như là âm thanh, ánh sáng mà còn không có sự chuẩn bị về tư duy, kiến thức cần thiết. Các câu trả lời của cô ta thậm chí còn rời rạc và không liên quan đến các câu hỏi được đặt ra. Những người tham dự buổi họp báo cảm thấy bị lãng phí thời gian với một sự kiện không mang lại giá trị thực. Thay vì được thông tin chính xác và cụ thể, họ chỉ được nghe những lời lẽ, hỗn độn và không rõ ràng. Điều này không chỉ làm mất niềm tin của khán giả vào sự chuyên nghiệp của Phượng Duy, mà còn gây ra sự hoài nghi về mục đích thực sự của buổi họp báo. Trong buổi họp báo, Phượng Duy cũng đề cập đến các khoản thu chi trong đám tang và các vấn đề liên quan đến tiền bạc và thu nhập. Cô ta cho biết đã thông báo cho Hồng Loan biết mọi chi tiết mà Phượng Duy đã không ngần ngại đưa ra, tuyên bố gây sốc rằng Hồng Loan đã đuổi mẹ con cô ta ra khỏi nhà. Tuyên bố này gây ra một làn sóng tranh cãi và sự chú ý lớn từ công chúng. Câu nói này đã đặt Hồng Loan vào vị trí đáng thương và tạo nên một hình ảnh tiêu cực về cô ta. Tuy nhiên, nhiều người đã nhanh chóng phản ứng và đặt câu hỏi về sự thật của tuyên bố này, có những ý kiến cho rằng đây chỉ là một chiêu trò của Phượng Duy để làm rối loạn và gây chia rẽ trong gia đình Hồng Loan một số người cho rằng Phượng Duệ có thể đang lợi dụng tình hình này để tạo sự chú ý đối với bản thân và lợi ích cá nhân. Tuyên bố của Phượng Duệ đã đánh đồng Hồng Loan với một hình ảnh tiêu cực và gây tổn thương đến danh sự uy tín của cô ta. Người ta tỏ ra lo ngại rằng sự tranh cãi này có thể ảnh hưởng không chỉ đến gia đình Hồng Loan mà còn lan rộng đến cộng đồng và công chúng. Việc đưa ra tuyên bố mạnh mẽ như vậy mà không có bằng chứng cụ thể và không đưa ra các chi tiết liên quan đã khiến nhiều người hoài nghi về tính chân thực của những lời nói của Phượng Duệ điều này làm nảy sinh vấn đề nghi vấn về mục đích thực sự của Phượng Duy trong việc công khai thông tin này và liệu cô ta có đang sử dụng gia đình Hồng Loan như một công cụ để đạt được mục đích cá nhân trước sự tranh cãi và mâu thuẫn này, công chúng đòi hỏi sự minh bạch và chứng minh của Phượng Duy, sự thật vẫn cần được xác minh một cách công bằng và đáng tin cậy trước khi có bất kỳ kết luận nào về tuyên bố gây sốc này. Để đáp trả lại những thứ dồi gian bẩn cợt đó, mới đây Hồng Loan đã đáp trả bằng một buổi họp báo, nói rõ lý do cô đuổi mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà mình sau 49 ngày mất của cha. Cô chia sẻ, Mâu thuẫn với Hồng Phượng thì không có nhiều, nhưng tôi cảm thấy không an toàn khi có gia đình cô Sáu và Hồng Phượng ở cùng. Trước 49 ngày của cha, cô sáu đem nhiều thứ mê tín dị đoan về nhà nên tôi thấy cái đó rất là sợ tạo áp lực cho con cháu trong nhà rất nhiều nên tôi bắt buộc phải mời gia đình cô sáu ra khỏi nhà hồng loan còn mời hai người anh em họ để làm chứng cho những lời mình nói những người này xác nhận thời gian gần đây tính cách của cô sáu đã thay đổi nhiều thường xuyên gây sự với mọi người trong nhà con gái vũ linh nói thẳng rằng hồng phượng có nhiều điều không tôn trọng cô đơn cử như việc tự ý cho bên BH Media vào quay phim chụp ảnh trong đám tang để phát sóng mà không hỏi ý kiến của cô. Hồng Loan bức xúc cho biết, giọt nước tràn ly khiến cô quyết định mời mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà vì họ đi kể xấu nghệ sĩ ưu tú vô Linh. Tôi buồn nhất là ba tôi vừa mất mà đem kể xấu bà này nọ. Nếu có chuyện gì thì gia đình ngồi với nhau, chứ đem ba lên mạng xã hội kể xấu thì tôi không chấp nhận được không còn tiếng nói chung thì xin mời gia đình cô Sáu ra ngoài để bình tĩnh lại, rồi sau này có thể ngồi lại với nhau. Hồng Loan cũng đã khẳng định, thực tế cô không muốn để mẹ con Hồng Phượng xa đi tay trắng. Lúc đầu tôi cũng có đề xuất bán đất và mua nhà cho Hồng Phượng, chia cho anh em trong nhà của ba tôi. Đó là ý định ban đầu, nhưng với hiện tại tôi nghĩ điều đó không cần thiết nữa. Vì đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn với gia đình cô Sáu, bản thân tôi vẫn bình thường, muốn mọi người xung họp là không khói cho ba. Nhưng mọi thứ không theo ý, gia đình cô sau lại nảy nọ nên tôi không muốn nữa. Con gái của nghệ sĩ Vũ Linh cho biết, bản thân cô cũng rất buồn khi việc tranh chấp giữa mình và Hồng Vượng có thể gây ảnh hưởng đến người cha quá cố. Cô nói: trước giờ tôi không muốn xính dáng đến vụ kiện gì hết, nhưng bây giờ cô giáo đắc kiện rồi thì tôi cũng sẵn sàng đi hậu. Tôi chỉ sợ bà biết bà sẽ buồn rồi bị ảnh hưởng đến ba thôi. chứ tôi không sợ gì hết. Con gái của cố nghệ sĩ Vu Linh cho biết, cô mong muốn mẹ con Hồng Phượng sao kê rõ số tiền quyên góp và tiền phúng điếu sau đám tang của cha cô. Hồng Loan cho hay, cô cần được biết để trả lại khoản tiền này cho những khán giả đã quyên góp. Còn với khoản tiền mà những người không có ý định nhận lại tiền, cô sẽ dùng để làm từ thiện. Tôi đã rất tin tưởng cô Sáu với Hồng Phượng nên mới để mọi người lo hết việc đám tang và cung thất. Tôi không muốn chuyện giấu trong gia đình phơi bày ra ngoài để ảnh hưởng đến ba. Tôi cũng muốn mọi việc êm ấm để ba được an nghỉ. Sau này tôi cũng mong muốn được buôn bán tại nhà để lo cuộc sống cho bản thân và được lo thờ cúng tổ tiên ông bà để bà vui. Thưa quý vị, đến đây, kênh tin tức online xin được phép khép lại. Câu chuyện sóng gió anh em tương tàn cho gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh chắc chắn sẽ chưa thể dừng lại. Và quý vị hãy nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những thông tin mới nhất.